Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình BTH Công nghệ. Trên tay mình hôm nay đang là hai bộ phát sóng Wi-Fi từ SIM 3G, 4G của hãng Huawei. Đây là bộ Huawei B311B bản 853. Còn bên tay phải mình đây là bộ Huawei B311 bản 853. Đây là bản B, còn đây là bản thường. Đấy. Đây là bản mới được ra mắt tháng 3 năm 2021. Còn bản này thì đã chạy rất là lâu rồi. Hôm nay thì mình sẽ so sánh về hai cái bản Huawei B311 và B311B để xem cái điểm giống và khác nhau cũng như là cái chức năng phát sóng Wi-Fi của hai bộ thì nó như thế nào. Thì về đầu tiên đó là bộ Huawei B311, mình sẽ nói qua về cái bộ bản cũ này trước. Đây. Huawei B311 thì thứ nhất đó là nó cái đèn về số đèn hiển thị này thì nó có 5 đèn hiển thị. Đây. 5 đèn hiển thị rất là rõ ràng ở trên mặt của bộ phát. Thứ hai là logo Huawei này. Phía mặt trên thì gồm có công tắc tắt bật và công tắc tắt bật Wi-Fi cũng như là công tắc tắt bật thiết bị. Còn về bộ B311B này thì mặt trước của nó cũng là logo của Huawei nhưng nó có thêm một cái giao thức, đó là giao thức chạm, đó là NFC. Còn bộ B311 thường thì nó không có. Đây là điểm khác biệt của nó này. Và điểm thứ hai đó là trên đèn bộ Huawei B311B thì nó có 3 đèn thôi. Thứ nhất là đèn thông mạng, thứ hai là đèn Wi-Fi của bộ phát và thứ ba là đèn phát sóng Wi-Fi, đây là đèn SIM. 3 đèn. Khác với đèn của B311 thì nó 5 đèn. Trên này thì cũng đều là công tắc tắt bật nguồn và công tắc tắt bật Wi-Fi này. Về cái khe lắp SIM, thì bộ Huawei B311B thì nó sẽ lắp ở dưới đáy của bộ sản phẩm. Và SIM của nó là SIM micro, tức là SIM nhỏ. Có thêm một phần chân đế này, đây. B311B các bạn lưu ý này, lắp SIM ở dưới chân đáy này. Đây là các nút các kia thông hơi thông gió. Còn đối với bản B311 này thì khi lắp SIM là nó ngay cạnh sườn này, các bạn cần phải mở SIM ra, mở khay SIM ra. Và cái khay SIM của nó là khay SIM to, các bạn để ý nhé, khay SIM là khay nguyên bản, khay to đấy ạ. Này. Để ngay cạnh hông nhé, còn cái kia để dưới đít. Điểm khác biệt thứ ba là B311 thì là bản có anten. Đây, các bạn lưu ý này, bản này có một dấu anten. Còn đối với bản B311B thì nó không có anten. Và nó đặc biệt là chút là nó có 4 cái cổng LAN, còn đối với bản B311 thì nó chỉ có một cổng LAN thôi, các bạn lưu ý này, 4 cổng LAN và một cổng LAN. Đây là cổng LAN ra để chạy thiết bị cũng như là cổng WAN có thể chạy vào được nhé. Nút reset thì đều có giống nhau và nó cắm điện. Về mặt thông số thì là thông số của B311B thì được viết đằng sau lưng rất to và rõ ràng. Đây. Và không để mật khẩu, bộ B311B này để mật khẩu là mật khẩu trống. Còn đối với bộ B311 này thì cái thông số của nó thì được viết viết ngay bên dưới của dưới đáy của bộ sản phẩm. Đây. Tên này. Model này, tên của bộ phát này, mật khẩu đăng nhập này. Đây là cái mật khẩu này, còn bộ kia nó không để mật khẩu. Đây là password là admin. Đây. Đây là các điểm khác biệt cơ bản về bề ngoài nhé của bộ sản phẩm Huawei B311B và B311. Thì về cái thì khác biệt thứ hai về kết nối đó là khi bản B311 thường này. Bản này thì khi các bạn sử dụng thì các bạn chỉ việc lắp SIM vào, các bạn không cần phải cài đặt gì. Các bạn muốn đổi tên mật khẩu Wi-Fi thì các bạn mới cần thêm cài đặt. Còn đối với bản B311B đối với bắt buộc nha các bạn nhé. Muốn sử dụng được thì các bạn phải kết nối qua giao thức là NFC, tức là kết nối gần trong khoảng cách 4 cm đấy. Áp dụng cho iPhone từ iPhone 7 độ lên và các dòng Samsung đời cao cấp thì các bạn để gần bật NFC trong điện thoại ra, các bạn cắm bộ thiết bị này lên, sau đấy thì các bạn để hai khoảng cách kết nối gần với nhau tầm 4 cm thì tự động bộ thiết bị B311B thì nó mới cho thông mạng SIM ở trong này mới chạy được, như mình đã nói giới thiệu qua hôm trước về cái bản B311B này rồi. Còn cách thứ hai, nếu mà các bạn không kết nối qua giao thức NFC thì bắt buộc các bạn phải vào thay đổi tên và mật khẩu thì bộ Wi-Fi B311B này các bạn mới truy cập được vào mạng Wi-Fi cũng như là sử dụng. Các bạn lưu giúp mình nhé. Đây, sau đây thì mình sẽ cùng cắm cái nguồn của bộ Huawei B311B cũng như là B311 lên để chúng ta có thể kiểm tra về cái tốc độ mạng của hai cái bộ phát này. Thì mình sẽ nhập cái mật khẩu của nó vào. Mình sẽ bắt cái Wi-Fi của nó vào. Thì hiện tại mình đã đổi tên rồi, mình đã đổi tên và mình đổi giao thức cái bộ B311B này rồi. Để cho các bạn thì mới có thể truy cập được vào mạng. Thì hiện tại cái mạng của nó đây này. Đây. Đây là cái tòa nhà PK này. Đây, thì mình đã đổi tên nó rồi.
các bạn muốn đổi, các bạn có xem là đúng chuẩn hay không thì mình kích vào cái IP của nó, thì đúng Huawei của nó thì là 192.168.8.1 đây, các bạn có thể quan sát đấy. Bây giờ mình sẽ đo cái speed của nó này, đo cái speed này của cái bộ Huawei P31B trước nhé. Bộ của mình này nó đang hơi đơ một chút đây, thì hiện tại là SIM Mobifone này đang tìm điểm đo này, mình sẽ thực hiện đo này xem là bộ P311B này nó chạy SIM Mobifone này cùng trên một cái SIM thì nó bao nhiêu tốc độ, tốc độ của nó là bao nhiêu này. Đây, hiện tại ping của nó là 38, download của nó đã gần được 30 cái 292, thì mình thấy tốc độ trên 20, trên gần 30 này cũng khá là ổn định rồi đấy. Đây, upload thì gần được 10. Đây thì mình sẽ nhổ cái bộ B311 này ra, B311B này ra. Thì mình sẽ lấy cái sim này ra. Cùng một cái sim, mình sẽ đo tốc độ nào. Đây. Bây giờ mình sẽ đo với cái bộ B311B này để mình lắp sim một chút. Đây, mình sẽ lắp cái sim của nó sang cái khay sim to này. Vì B311 thường là bản thường của nó là bản sim nó chạy sim micro, sim hệ sim thường nên rất là to. Đấy. Bạn cắm nó vào đây. Bạn cấp nguồn cho nó. Đây, wifi của nó là Huawei P31 6034 này. Thì mật khẩu của nó là cái dòng thứ ba 374 374 374 28860 28860 kết nối. Đây, đây là cái wifi của B311 này. Và sau đây mình cũng sẽ đo speed của nó xem là tốc độ của nó xem là so với nó và con B311B thì tốc độ của nào nó nhanh hơn. Đây. Đây là sóng Mobifone, thực hiện cũng là điểm đo cùng một vị trí. Thì đối với cùng một vị trí nhưng mà khác thời điểm thì đôi khi cái tốc độ đo của nó thì nó cũng không khác nhau là nó cũng sẽ sai lệch, nhưng mà nó thường thường là nó cũng không sai lệch là bao đâu. Tại vì nó phụ thuộc vào SIM. Đây. Con B311 này thì mình thấy nó chạy lên là tầm khoảng 33 rồi, gần 34 rồi. Upload thì đang hơi chậm. Đấy, về tốc độ download thì nó lên gần 34 rồi. Tốc độ upload của nó thì được 3,3,5 đô la rồi. Đây là hai bộ sản phẩm Huawei P311. Về tốc độ thì P311 này thì tốc độ download của nó nhanh hơn, nhưng mà về tốc độ upload và download thì con P311B này thì nó nhỉnh hơn. Về hai cái thông số và nó tương đương, mặc dù nó download nó thấp hơn con này nhưng upload của nó rất là nhanh. Trên đây là hai bản mình đã so sánh về cái những cái điểm giống nhau và khác nhau cũng như là đo về cái speed tốc độ mạng của hai bộ sản phẩm B311 và B311B, hai bộ sản phẩm bộ phát wifi từ SIM 3G 4G chạy 32 thiết bị có cổng LAN của hãng Huawei.